trai tài gái sắc, đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới, đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng, đến lúc tình chuyện trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang, đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì ngần ngày chi, một hai ba vô hết ly. Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Trai tài gái sắc, đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới, đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng, đến lúc tình chuyện trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang, đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì ngần ngày chi, một hai ba vô hết luôn. Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Chỉ dầu cầu vàng mà đóng đinh, anh sẽ đưa em đi về dinh, anh hứa yêu em mãi chung tình. Mãi chung tình cầu tre gặp gần mà khó đi, anh sẽ dắt tay em nhiều đi. Ô dù qua xa từ đây hết ê kiều vàng ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì chị dân 2 triệu nè, chị dân 2 triệu mà anh 4 triệu nè, bằng bả mà có cảnh đủ nè, vốn với mượn 2 triệu. Em xinh đẹp như một bông hoa hướng dương, hương thơm còn vương nhẹ nhàng nơi đây. Anh như người say theo em mỗi bước qua, anh như một gã ngu ngơ khờ dại. Em như nàng thơ mà ai ai cũng mơ, không gian lặng im chỉ còn hơi thở. Cho anh được cầm tay để dìu em bước lên con đường hạnh phúc đôi ta đợi chờ. Cười lên đi cô gái, là em chưa ai, ngại chỉ lo chi nữa, đã có anh đây rồi. Nhìn em màu áo trắng đẹp như một anh trăng, đối với anh là cô dâu đẹp nhất. Cười lên đi cô gái, từ đây mỗi sớm của chú rể Nguyễn Nhật Linh xin duyên cùng cô dâu Trần Thị Bích Trâm. Và lời nói đầu tiên cho phép Trà My sẽ được mạn phép thay mặt cho quý ông bà chủ hôn hai bên gia đình cùng cô dâu và chú rể và tất cả anh em trong âm thanh ánh sáng Thanh Khoa cùng với dịch vụ nấu ăn Thành Đạt xin kính gửi đến tất cả quý vị quan khách cùng với quý quan viên hai họ lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành, lời chào mừng thân thương và trân trọng nhất. Vâng, kính thưa quý vị, quan khách kính mến, khúc nhạc vừa vang lên như lời ca khen tặng hạnh phúc lứa đôi. Và ông bà xa xưa của chúng ta cũng đã có câu trai không dựng vợ, gái lớn gả chồng. Đó là một quy luật muôn đời mà tạo hóa đã ban tặng cho mọi con người của chúng ta. Vâng, kính thưa quý vị, một năm chúng ta bắt đầu từ mùa xuân và hạnh phúc lứa đôi trong đời người của chúng ta bắt đầu từ tình yêu. Và từ xưa đến nay, tình yêu và hạnh phúc luôn là món quà vô giá mà Thượng Đế đã ban tặng cho mọi con người của chúng ta.
Vâng, kính thưa quý vị, khi chúng ta sinh ra và lớn lên, ai ai cũng đi tìm cho mình một tình yêu tâm đầu ý hợp, một tình yêu để xây dựng lên lâu đài hạnh phúc tàu âm mới. Vâng, kính thưa quý vị, và trong cuộc tìm kiếm đó thì đôi bạn Nhật Linh và Bích Trâm, họ đã tìm gặp nhau như sự sắp đặt của trời đất, và ông Tơ bà Nguyệt đã xe sợi chỉ lành cho đôi bạn. Vâng, kính thưa quý vị, khi lần đầu tiên gặp được Bích Trâm thì ánh mắt và nụ cười của Bích Trâm cũng như đã cuốn hút lấy trái tim của Nhật Linh. Và Bích Trâm cũng vậy, kính thưa quý vị, khi lần đầu tiên gặp được Nhật Linh thì ánh mắt của Bích Trâm cũng như đã nhìn thấy sự bí ẩn từ trái tim của chàng trai Nhật Linh. Vâng, kính thưa quý vị, và sau lần gặp gỡ định mệnh đó thì đôi bạn đã có những lần hò hẹn rất là đặc biệt, và sau một thời gian tìm hiểu, đôi bạn đã cảm nhận ở nhau với những gì ngọt ngào và sâu lắng của tình yêu. Vâng, kính thưa quý vị, để có được tình yêu bền vững và to lớn như ngày hôm nay thì chắc hẳn cô dâu và chú rể của chúng ta đã trải qua những năm chờ tháng đời, trải qua biết bao là sự gian nan của thử thách, nhưng với tình yêu đích thực và to lớn ấy đã đưa con thuyền tình của hai bạn đi đến bên bờ hạnh phúc lứa đôi, và đôi bạn cũng đã khẳng định rằng họ không thể nào sống thiếu hơn nhau được nữa. Vâng, kính thưa quý vị, ai chắp cánh cho chim bay về tổ, ai tìm đường cho trai gái yêu nhau, tình yêu bắt đầu từ đôi mắt, ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, để có được tình yêu và hạnh phúc như ngày hôm nay thì song thân của cô dâu và chú rể cũng là những người đã nối chiếc yêu thương cho cô dâu và chú rể của chúng ta cùng bước qua đoạn đường hạnh phúc chung đôi. Vâng, kính thưa quý vị, và giờ đây thì cho phép Trà My cũng sẽ được trân trọng giới thiệu đến tất cả quý vị, quý ông bà chủ hôn của họ nhà trai. Quý vị ơi, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để chào đón quý ông Nguyễn Văn Phụng và quý bà Trần Thị Hằng, rất vinh dự là chủ hôn của họ nhà trai ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ông bà cùng tiến về sân khấu để cùng ra mắt với tất cả quý vị, quý khách trong buổi tiệc ngày hôm nay luôn ạ. Và đồng hành với họ nhà trai, cho phép Trà My sẽ được trân trọng giới thiệu đến tất cả quý vị, quý chủ hôn họ nhà gái. Xin được trân trọng kính mời quý ông Trần Văn Thi và quý bà Võ Thị Lan Phương, rất vinh dự là chủ hôn của họ nhà gái. Xin được trân trọng kính mời ông bà cùng tiến về sân khấu luôn ạ. Vâng, kính thưa quý vị, qua rồi bao nỗi cách xa, quê em giờ cũng đã là quê anh, có cây ngọt lá thân quen, như cùng chúc phúc ta nên vợ chồng. Vâng, kính thưa quý vị, và giờ đây là giờ phút thăng hoa, giờ phút hạnh phúc nhất, giờ phút mà tất cả quý vị ở đây đều rất là nôn nóng để cùng chào đón đôi uyên ương đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay. Một tràng pháo tay để thay cho tiếng pháo chúc mừng cô dâu Bích Trâm và chú rể Nhật Linh. Xin được trân trọng kính mời hai bạn cùng tiến về sân khấu trước sự chúc phúc của tất cả quý vị quan khách trong buổi tiệc ngày hôm nay ạ. Bàn tay nắm lấy bàn tay, dìu nhau đi đến lâu đài tình yêu, nơi đây hoa nở chim kêu, chúng ta xây đắp bên nhau trọn đời. Vâng, kính thưa quý vị, đời còn gì đẹp hơn thế, người với người sống để yêu nhau, để hai trái tim cùng chung nhịp đập, hai tâm hồn nguyện chặt vào nhau. Vâng, kính thưa quý vị, con khách kính mến, và giờ đây trên sân khấu nhỏ của gia đình chúng tôi cũng đã có đầy đủ chủ hôn hai bên gia đình, cùng cô dâu và chú rể. Với lòng thành kính, gia đình nhỏ trong đại gia đình lớn của chúng tôi xin được nghiêng mình cúi đầu ra mắt với tất cả quý vị con khách bằng lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng thân ái nhất ạ. Vì đến với bữa tiệc ngày hôm nay được sự ủy nhiệm từ chủ hôn hai bên gia đình thì cho phép Trà My cũng xin được mong phép thay mặt cho chủ hôn của hai bên gia đình cùng cô dâu và chú rể xin gửi lời cảm ơn chân thành, lời tri ân sâu sắc đến với tất cả quý vị quan khách đã góp mặt trong buổi tiệc thành hôn của chú rể Nhật Linh và cô dâu Bích Trâm trong buổi tiệc ngày hôm nay. Và Trà My cũng xin được một lần nữa mong phép thay mặt cho chủ hôn của hai bên gia đình cùng cô dâu và chú rể và tất cả anh em trong âm thanh ánh sáng Thanh Khoa cùng với dịch vụ nấu ăn Thành Đạt, đặc biệt kính chúc cho tất cả quý vị năm mới vạn sự như ý, dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài, và xin kính chúc cho tất cả quý vị một buổi tiệc thật là ngon miệng và vui tươi. Vâng, kính thưa quý vị, và Trà My cũng mà không quên xin được mạn phép thay mặt cho chủ hôn của hai bên gia đình cùng cô dâu và chú rể xin được nồng nhiệt đón chào tất cả quý vị. Và trong quá trình buổi tiệc diễn ra, mặc dù gia đình của chúng tôi đã rất là
nhiệt thành tiếp đãi quý khách. Nhưng trong quá trình buổi tiệc diễn ra, nếu có điều chi sai sót thì kính mong sự yêu thương của tất cả quý vị đến với gia đình cùng chia sẻ, cùng bỏ qua cho. Vâng, và Trang Mi cũng không quên xin được mạo phép thay mặt cho tất cả quý vị quan khách thân thương có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay cùng với tất cả anh em trong âm thanh ánh sáng Thanh Khoa và dịch vụ nấu ăn Thành Đạt. Đặc biệt kính chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê, trọn đời trọn kiếp thủy chung gắn bó, con cháu đầy đàn, vợ chồng nghĩa nặng tình sâu, yêu nhau đến lúc bạc đầu còn yêu. Và đặc biệt kính chúc cho hai họ Nguyễn và Trần từ nay đã có thêm dâu hiền và rể thảo. Vâng, và bây giờ cho phép Trà My sẽ được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể của chúng ta cùng đến với nghi thức đầu tiên trong buổi tiệc ngày hôm nay, nghi thức rót rượu sâm banh rượu tình yêu. Sẽ được trân trọng kính mời hai bạn cùng tiến về bàn tháp ly. Vâng, kính thưa quý vị quan khách kính mến, hình ảnh của hai chai rượu đôi bạn đang tay trong tay cùng nhau rót ra những ly kia cũng tượng trưng cho đôi trái tim của đôi bạn từ nay đã cùng chung một nhịp đập và hai tâm hồn nguyện chặt vào nhau. Tình yêu của đôi bạn lúc nào cũng tỏa sáng và bao la lai láng như dòng chảy kia, tuôn chảy mãi lúc nào cũng yêu thương tràn đầy hạnh phúc. Quan khách kính mến, ông bà xa xưa chúng ta có câu: chim có tổ, người có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Cây có cội mới đâm chồi nảy lá, nước có nguồn mới bẻ cả sông sâu. Vâng, thưa quý vị, nếu không có không sinh dưỡng thì làm sao có được tất cả chúng ta, đúng không quý vị? Và ngày hôm nay đây, để tỏ lòng hiếu thảo hiếu kính của mình đến với các bậc sinh thành, thì ngay bây giờ cho phép Trà My sẽ được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể của chúng ta cùng dâng lên những đấng sinh thành của mình bằng ly rượu hiếu rượu kính để cùng tỏ lòng hiếu thảo con cái đối với song thân hai bên gia đình ạ. Về phía chủ hôn đại diện họ nhà trai thì sẽ được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng dâng ly rượu hiếu rượu kính đến với quý ông bà chủ hôn họ nhà trai và từ hôm nay cũng chính thức là ba mẹ chồng của cô dâu. Xin được trân trọng kính mời chủ hôn họ nhà trai hân hoan mừng ly rượu của nàng dâu thảo. À, và bây giờ thì sẽ được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể của chúng ta cùng dâng ly rượu hiếu rượu kính đến với ba mẹ vợ của chú rể từ ngày hôm nay và cũng chính là song thân của cô dâu. Xin được trân trọng kính mời họ nhà gái hớn hở đón ly rượu của chàng rể hiền. Bao năm mong đợi ngày này, anh đi làm rể, em về làm dâu. Và bây giờ xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng tiến về giữa sân khấu để cùng uống rượu giao bôi hợp cận trong buổi tiệc ngày hôm nay ạ. Hương đồng dâng đến mẹ cha có công sinh dưỡng mới ra con người, ân
ân sâu nghĩa nặng cao vời, chúng con nguyện mãi suốt đời khắc ghi. Vâng, kính thưa quý vị, bây giờ cho phép cho mình xin được trân trọng mạn phép thay mặt cho gia đình xin được trân trọng mời tất cả quý vị con khách ở bên dưới chúng ta hãy rót thật đầy ly và nâng thật cao hô thật to 1 2 3 để cùng chúc cho đẹp vợ đẹp chồng, chúc cho nảy nở con rồng cháu tiên nha quý vị. Xin được trân trọng mời hai bên xuôi gia chúng ta cùng cụng ly. Xin được trân trọng mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng tròn tay nhau để cùng uống rượu giao bôi hợp cẩn à. Cho mình xin được đếm quý vị nhá. 1 2 3 vô. Vô trăm phần trăm ta chúc mừng cô dâu mới. Vô trăm phần trăm ta chúc mừng chú rể hoàng. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. 1 2 3 vô. Ta vô càng ly chúc mừng cho đàn gái. Ta vô càng ly chúc mừng cho đàn trai. Vâng, thưa quý vị, và nghi thức dân rượu đã xong thì ngay bây giờ trong hết cho mình sẽ được trân trọng kính mời chủ hôn hai bên gia đình trở về bàn tiệc tiếp đón những vị khách quý của mình và cô dâu chú rể của ta cùng nắng lại sân khấu với nghi thức thứ hai. Còn bà ba cho thiệt là hết gà. Này xin được trân trọng cảm ơn bổn vị rất là nhiều ạ. Tình quê hương đúng thiệt. Và bây giờ xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng đến với nghi thức thứ hai trong tiệc ngày hôm nay, nghi thức cắt bánh uyên ương bánh tình yêu. Bánh này vỏ trắng ruột hồng, bánh này tượng nghĩa vợ chồng thủy chung. Chàng ơi cho tiếp theo cùng, đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam. Vâng, xin được chúc mừng cô dâu và chú rể của chúng ta đã hoàn thành xong hai nghi thức trong sân khấu này đây. Và cũng xin kính chúc cho hai bạn tuần nào cũng là tuần trăng mật, và tháng nào cũng là tháng yêu thương, và năm nào cũng là năm hạnh phúc. Rồi bây giờ thì xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể của chúng ta cùng trao cho nhau những gì ngọt ngào của buổi đầu tiên trong ngày lễ thành hôn hôm nay. Thì xin được trân trọng mời hai bạn cùng đút bánh cho nhau ạ. Và bây giờ thì sẽ được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng tiến về giữa sân khấu ạ. Vâng, kính thưa quý vị, quan khách kính mến, vào ngày thành hôn, chú rể mà hôn vào trán cô dâu thì sau này sinh được 10 đứa con trai. Chú rể mà hôn vào má cô dâu, sau này sinh được 10 đứa con gái. Chú rể cô dâu cùng hôn môi nhau thì một trai một gái. Rồi quý vị có tư vấn gì về chuyện hôn nhân hạnh phúc gia đình cho cô dâu và chú rể của chúng ta chưa ạ? Dạ nói chung cũng có cái này nữa nè. Dạ thông điệp muốn gửi đến hai bạn là ở bên dưới có đưa ra một câu hỏi rằng, tất cả quý vị đây có đưa ra một câu hỏi rằng, xin được hỏi chú rể, trên thân thể của cô dâu chỗ nào mềm nhất em? Hình như trăm ông chú rể ông nào cũng nói môi hết trơn á. Làm như chưa khám phá điện thổ hay sao. Giờ chỉ cho nè. Cái eo mềm nhất nè, quay mặt lại nè, nó để tay lên eo coi. Đó đúng vị trí cái làm như hình nó đẹp hơn nha quý vị. Rồi cô dâu ơi, cho chị hỏi là trên thân thể chú rể chỗ nào cứng nhất cưng? Thấy chưa, cô dâu nó có khám phá rồi, biết dai cứng nhất luôn quý vị. Đặt tay lên vai chú rể nè. Rồi bây giờ 1, 2, 3, chúng ta cùng đếm để nung đúc tinh thần cho cô dâu và chú rể trao cho nhau một nụ hôn mà tất cả quý vị ở đây đều được chứng kiến và minh chứng quý vị nhá. Xin được trân trọng kính mời một nụ hôn xuất sắc và nồng nhiệt nhất trên sân khấu này đây ạ. 1. Em không đếm số 2 làm như đứng chân luôn, không có động đậy gì luôn. Không lẽ đợi đứng cho đứng mà mình hát xong mình đếm số 3 ta. 2. Ai kêu lẹ đi lên đây đếm giùm quên tiêu rồi. Chích mũi 5 rồi giờ quên luôn. 1, 2, 3. Khi thời gian như đứng yên lại, quá điên sai, ôi chiếc hôn nồng, giữa hơi thở đến mê ngây ngơ, đắm say vị một đôi môi. Rồi xin được cảm ơn cô dâu và chú rể rất là nhiều. Xin được trao trả hai bạn về với vòng tay yêu thương của tất cả quý vị quan khách để nhận những lời chúc phúc thật tốt đẹp. Xin được cảm ơn cô dâu và chú rể ạ. Cùng
với tình yêu trao gửi thầm. Người người cùng ra xem cô dâu, nói cô đẹp hiền ngoan xinh xinh, nhưng vui hơn là anh rể quê nghèo trong áo dài khăn đông quê hương. Đời nghèo sống bên tiếng Nga, ôi câu đẹp hay tấm lòng thủy chung, trên dương gian thương biết bao cuộc tình, chia tay nhau so sánh chuyện giàu nghèo. Em thấy lòng sao xuyến đắng cay, em thấy càng yêu mến anh hơn. Về đâu rất xa đến nơi chẳng còn hai ta, quên đi bao yêu thương còn đây, để bây giờ phải tan tành theo khói mây. Tại sao em nỡ vô tâm quay lưng rời đi, bỏ anh ở đây một mình chơi vơi. Lệ rơi như ngăn chẳng thể tìm nén được em hơn. Mọi người đang nóng luôn yêu thương em thật đậm, vậy mà em đã buồn nuôi ta đi âm thầm, để lại anh với nơi này bao nhiêu buồn đau. Kể từ khi mà em coi văn bước màu, người ta có sống với em như anh đã từng yêu, hay chỉ xem em như là nàng cuối chiều. Có giống như anh đã yêu thương em rất nhiều. Vậy mà em đã buông đôi tay đi âm thầm, để lại anh đợi bao nhiêu buồn đau. Kể từ khi mà em vội vàng bước màu, người ta có tốt với em như anh đã từng yêu, hay chỉ xem em như là đang cúi chiều. Có giống như anh đã yêu thương em rất nhiều. Một người đàn ông luôn yêu thương em, luôn yêu thương em. Let's go.
Dạ xin được cảm ơn tiếng hát rất tuyệt vời của chị với nhóm nhảy Hot Girl chúng ta rất là nhiều.